Đó, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Ghê chưa? À, chào mọi người, hôm nay Khoa với ông Tâm Lú đây đi qua hồ Diễm My Bến Tre để câu cá nha mọi người. Đó, đây là cái hồ câu Diễm My. Đó. Thấy gà hồ thấy cá ục cái gà. Dính nó gà bên bờ chưa dính cá rồi. Trời ơi, cá chà bá luôn. Đó, hồ chưa dính rồi mọi người. Thì anh em bên đây đang tụ mồi là gáo huyết luôn rồi. Rung gãy hết rồi. Rồi, giờ để ông Tâm tụ mồi dứt nha. Thôi ông Tâm tụng rồi nè. Tụng gì đâu, một bật tụng không há, không tụng nhỏ nhẹt, bây giờ tụng thêm chạy luôn. Thì mà nói rồi, tụng mồi chuyên nghiệp, đi câu chuyên nghiệp vậy. Thôi không có chuyên nghiệp à, luôn không nói chuyên nghiệp à. Chết luôn. Không bậy bạ lên là chửi chết, mấy này đồ chửi chết. Hả mấy? Đồ chỉ giải trí thôi. Hả? Dễ chưa? Không có dẻo mềm xèo quá. Ừ ông tào lao quá ông ơi. Hồi cũng dẻo là lũi xong. Trời ơi đánh bi. Mày sao bóp bi. Bơ tao bóp nho, tao bóp nho. Nho lâu đánh. Có nho kìa, tao đem nho mà. Đem nho lưỡi mê công. Lưỡi mê công nè. Nó lưỡi mê công tóm hẻo bánh luôn. Hôm qua đi mẹ hết mệt rồi. Về mấy cục chì nữa. Sàn dữ. Quên nói ông làm dừa không đá. Đó đá uống vô diêm họng nữa. Bấm bấm. Cá bự luôn. Ông mua cá không biết mốt qua bên bè kia câu cá không còn gì bán không? Chung quá đi cậu. Xuống cơn lóc con cu quá lóc nữa nghỉ câu luôn á anh Hưng. Thánh lóc luôn anh Hưng. Anh mới thánh á. Đồ cái hồ ra hồ mới hoàn toàn vô câu lóc từ sáng tới chiều không biết ai thánh à. Anh đánh mà anh sợ nó ăn đúng không? Rồi em hiểu, em đã hiểu ý anh rồi. Đi ơi. Con liền cho anh coi. Anh tin em đi. Nửa giây. Chuẩn bị rồi đó. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Nổ ngoài luôn. Bự không ơi. Cá ký vô á. Ghê không? Thấy ghê không? Sợ em chưa? Chuẩn kỹ. Nước tới bao tử luôn, tới lỗ đít luôn, có cả mọi người. Đâu dạ. Quá tắm giờ cần quay điện thử luôn thôi. Gỡ được không Quy? Rồi gỡ luôn giúp cho mày.
Rồi. Em ăn anh thì người ta la hổ, mà anh ăn em thì cũng không, người ta cũng nói ăn lớn hiếp nhỏ à. Ừ, cho nên mình hơn thua không có được. Ừ. Ăn nữa nè. Ê ê ê ê ê, nữa. Chết mẹ thầy. Góc quá. Cái nào tao mất cả đống luôn tao á. Ừ. Qua đây anh cho mấy lưỡi cá biển nè. Lưỡi gì? Lưỡi nhỏ nhỏ nè. Lưỡi 15-20 hả? Nhỏ xíu nè, đây nè, xem mấy con nho nè, cắt tóm phải luôn cho nó mẹn đó. Để chút, lấy được còn lưỡi hộp luôn, tóm bèn sắp rồi. Xong. Tới đổ kỳ nổi. Kỳ dạ. Ừ, dịch tàu lao. Má ông Tâm câu dữ á, câu dữ dữ vậy không á. Dữ. Tầm câu dữ đúng không? Đúng cái ạch. Thua luôn. Đâu có buông đâu nó kiểu. Ủa rồi, cái phao nằm bên đó kìa. Anh biết anh Tâm em rồi đó. Câu dữ dữ không à. Đâu à. Đông. Đông con cá cái hoa nổi lên rồi đông cái đầu mày. Đông. Con mồi mới cò hết con mồi. Nó ngậm nó nằm đó, đông đi. Nút chúng ta đu luôn nè. Đông. Đông cái cận cái mặt á. Hai con mồi còn nguyên. Tào lao. Bảy tâm bạo. Trong men phao chạy gì hả? Trời ơi. Ở có ăn đâu. Nó cắn không nội ơi, nó cắn cục ngồi vậy ông nội ơi. Thôi tào lao quá ông ơi. Tào thì chứ. Bậy bà có ăn đâu. Nó làm gì vậy? Phá nữa. Nó dính luôn cái. Này cái này nó dính nó bung. Nó dính là nó bung luôn cái mà đấy nè. Chạy bụng mà nấy rồi cá dính đâu ba không bữa hối hận rồi nè, dính câu dính con cá chùa luôn, mất cái chùm nho lỗ luôn. Cá này ai bộ khẩy đuôi rồi hoại tử rồi, tiếc quá. Không, mặn cá này cũng tắn tẻo đẹp đẽ đi. Mà câu vậy không á. Câu vậy không. Mặn cá này còn gấu. Không ai làm được điều đó mà. Không mình mày làm được mà. Câu dính con cá chùa luôn anh em. Ghê thiệt. Thôi hết sức rồi mọi người ơi. Giờ về thôi. Thì anh em mình bữa nay làm ra được 2-3 con gì đó. Nói chung là sảy cũng nhiều. Thôi về. Hẹn gặp lại trong cái clip khác nha. Sao tao xạo tao sảy gõ gàng. Chú cần dài ở là tiết núi ăn lý lẹo, tại ông giật yếu, ông giật cũng dính thôi chứ ông là hàng chảy nhiều nhất á ông nội ơi. Thôi thầy có hai con, ông chảy nhiều nhất, ông chảy 4-5 con nói vậy em. Thôi rồi về mọi người ơi, bye bye.